Tăng ngân sách quảng cáo để ra nhiều đơn hàng hơn, nhưng mà cái số tiền chuyển đổi trên một cái đơn hàng vẫn duy trì được ở một cái mức độ ổn định thì cần phải làm như nào? Thì video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn nha. Nó có hai yếu tố quyết định cái việc là mình tăng ngân sách. Yếu tố thứ nhất là liên quan thời điểm. Thông thường cái thời điểm mà mình tăng ngân sách là cái thời điểm mà người ta sẵn sàng để chi tiền, ví dụ như là vào những cái chiến dịch chương trình sale, ví dụ bây giờ đang có sale ngày 4 tháng 4 chẳng hạn, và sale lương về hay sale giữa tháng, là mình sẽ tăng ngân sách vào những dịp đấy. Hay là vào ví dụ như là vào cái đợt mà người ta có cái hành vi mua sắm nhiều ở cái mặt hàng đấy, và cái thời gian mà sản phẩm của mình đang trend, thì mình sẽ tăng ngân sách lên. Cái đấy là cái thời điểm mà mình lựa chọn cái thời điểm để mình tăng ngân sách các bạn nha. Yếu tố số 2 đấy là mình tăng ngân sách như nào, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn này. Để tăng ngân sách quảng cáo thì đầu tiên các bạn vào cho mình phần chiến dịch, và các bạn nhớ bấm cho mình phần nhóm quảng cáo nhé. Ví dụ như đây mình đang có hai cái nhóm quảng cáo là lên từ ngày mùng 1 tháng 4 này, thì hiện tại thì cái chỉ số quảng cáo đang ra cái tín hiệu rất tích cực đấy. Ví dụ như đây là mới bỏ ra khoảng hơn 100.000 nên mang về doanh thu là 3.500.000, và cái tỷ lệ chuyển đổi trên một đơn hàng bây giờ đang trung bình nó sẽ dao động khoảng tầm là 7.000 một đơn đấy. Thì bây giờ mình sẽ tăng ngân sách lên. Thì để mà tăng ngân sách nó có hai cách các bạn nhá. Các bạn kéo sang cho mình cái thanh công cụ bên dưới này, các bạn cứ kéo sang, nó sẽ có phần là ngân sách của cái nhóm quảng cáo đấy nhỉ. Đây mình kéo sang, nó sẽ có phần là ngân sách của nhóm quảng cáo. Đây mình kéo sang một tí nữa nhá. Đây nó sẽ có nhóm ngân sách. Thì ví dụ như ở đây hiện tại của mình bây giờ đang duy trì là 100.000 một ngày. Đấy là mình đang hai kem là trung bình mỗi ngày là khoảng 200.000. Bây giờ để tăng ngân sách, cái cách đầu tiên là mình sẽ sửa cái thằng ở trong này, sửa cái ngân sách của nhóm quảng cáo. Thì đối với trường hợp mà mình sửa đây thì mình tăng lên, ví dụ đây đang là 100.000 chẳng hạn, đúng không nhỉ? Thì hoàn toàn các bạn có thể tăng lên, ví dụ như là tăng lên là 150.000 thôi. Cái thông thường khi mà mình tăng ấy, thì các bạn chỉ tăng lên khoảng tầm từ 30 đến 50% một lần nhân vào trong vòng 24 giờ. Ví dụ như bây giờ của mình bây giờ đang là 100.000 chẳng hạn, thì mình không thể tăng lên một phát lên 200.000, lên 300.000, lên 500.000 được, mà mình sẽ tăng lên, ví dụ mình tăng lên 50%, 50% 100.000 là lên 150.000. Đấy, xong bắt đầu là mình sẽ xác nhận đấy nhỉ. Mình xác nhận để mình tăng nó lên. Đấy, xong ví dụ đến bắt đầu đến ngày mai nhỉ. Ngày mai thì bắt đầu mình sẽ vào để mình tăng tiếp lên các bạn nha. Ngày mai mình sẽ vào mình tăng tiếp lên cho nó lên 200.000 hoặc hơn 200.000 một tí chẳng hạn, có nghĩa là trong vòng 24 giờ mình sẽ tăng ngân sách một lần chỉ có được là từ 30 đến 50% thôi các bạn nhé. Đấy là cái phần tăng ngân sách trực tiếp ở trong này. Còn ví dụ như các bạn muốn tăng ngân sách nhiều hơn, giả sử bây giờ đang là vào chiến dịch sale ngày mùng 4 tháng 4 chẳng hạn, thì bắt đầu mình muốn tăng ngân sách để chạy nó mạnh lên nữa, thì bắt đầu là cái cách làm của mình sẽ như sau. Thì các bạn thấy đây này, nó sẽ có phần là cái nhóm quảng cáo đây này, mình sẽ bấm vào đây này. Đấy, ví dụ như đây mình xem này, mình xem chỉ số hai thằng này đều là đang có chỉ số chuyển đổi rất tốt. Một thằng là nói chung 7-8.000 đến 10.000 một đơn luôn, thì tỷ lệ chuyển đổi ok đúng không nhỉ. Và cái giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng đâu đó nó rơi khoảng tầm là đâu bao nhiêu nhỉ. Đây mình kéo sang này, giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng nó rơi khoảng tầm là hơn 200.000, 250.000. Thì 250.000 thì thật ra cái sản phẩm này, cái giá trị trung bình, giá trị sản phẩm là 200.000 thôi, nhưng mà nó cộng thêm cả cái phí vận chuyển, hay là đôi khi là có những khách hàng người ta mua gộp hai đơn ấy, nên là cái giá trị trung bình ở trên mỗi đơn hàng nó sẽ cao hơn các bạn nha. Đấy thì mình sẽ tăng lên. Và khi mà các bạn đọc các chỉ số quảng cáo thì các bạn nhớ bấm cho mình ở phần này, nó sẽ có, bình thường các bạn nó sẽ ở cột mặc định, các bạn phải bấm cho mình ở phần là quảng cáo mua sắm, thì nó sẽ ra đầy đủ các thông số các bạn nha. Đấy, nó sẽ ra đầy đủ các thông số để mình có thể đọc các chỉ số. Đấy rồi, thì bây giờ mình sẽ nhân lên. Ở đây mình sẽ có một chỉ số nữa mà mình nhân nhóm mình cần quan tâm đến nữa, một là thằng CP trên một đơn hàng, và cái số 2 đó mình cần là đo RAT nhỉ. Đo RAT của quảng cáo, RAT nó là cái gì? RAT là cái gọi là giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng chia cho cái số tiền mà mình bỏ ra cho quảng cáo nhỉ. Đấy mình kéo sang một tí nhá. À đây chắc bị qua mất rồi. Bây mình kéo lại một xíu này xem cái RAT của nó đang là bao nhiêu đây. Đấy RAT đâu rồi? Hình như mình kéo bị qua. À đây RAT đây các bạn nhá. RAT đây. Đấy, RAT đây này, là hiện tại RAT trung bình đang là 34, thì nó rơi khoảng tầm là 24 đến 44, đúng nhỉ? 24 đến 44. Thì nếu mà trường hợp các bạn chạy tăng ngân sách hoàn toàn, các bạn có thể đặt RAT được nhé. Đặt RAT thông qua cái chiến dịch mà mình đã chạy rồi. Ở đây giả sử bây giờ mình sẽ tăng ngân sách cái thằng này lên nhỉ. Tăng ngân sách mình sẽ bấm vào chữ là bản sao các bạn nha. Nó có chữ bản sao đây này. Đấy mình bấm bản sao. Sau đấy là phần tăng ngân sách thì mình sẽ để cái tên chiến dịch là ở thời điểm hiện tại luôn các bạn nha. Đấy, ở cái thằng nhóm chiến dịch hiện tại luôn. Sau đấy mình bấm chữ bản sao này, đúng nhỉ. Rồi, tiếp theo nó sẽ chạy sang bên này. Thì cái thằng này bây giờ mình sẽ để cái tên của cái thằng này này, thì bao giờ mình sẽ để một cái chữ đấy là phần liên quan việc là tăng, đúng nhỉ. Đấy, tăng ngân sách. Tăng ngân sách thì mình viết tắt các bạn nha. Đấy, mình sẽ viết tắt là chữ là tăng ngân sách, đúng nhỉ. Đấy, tăng ngân sách này. Xong bắt đầu mình gạch cho một cái. Đấy, rồi, ok. Rồi, xong bắt đầu mình kéo xuống các bạn nha. Mình kéo xuống đây.
mình kéo xuống dưới thì các cái chỉ số bên dưới này mình sẽ không có thay đổi các bạn nha. Đấy, các chỉ số target này mình sẽ không có thay đổi nha. Mình sẽ thay đổi cái này là mình sẽ thay đổi thằng gì? Mình sẽ thay đổi về bên phần số tiền. Ví dụ bây giờ này, 300.000 150.000 chẳng hạn. Mình muốn tăng lên thành 300.000. Đấy, ví dụ bây giờ mình sẽ tăng lên cho thành 300.000 các bạn nha. Đấy, tăng lên cho thành 300.000. Đấy, tăng lên thành 300 hoặc là tăng lên 200 chẳng hạn. Thì bắt đầu là mình sẽ kéo xuống dưới này. Đấy, mình sẽ kéo xuống dưới đây các bạn nha. Thì trong này nó sẽ có phần là giá thầu tối ưu hóa. Thông thường khi mà tăng ngân sách thì các bạn có thể chọn là lượt mua hàng và hoặc là doanh thu gộp. Đối với thằng trường hợp là lượt mua hàng nghĩa là gì? Là bản chất là target đến những khách hàng mà hay mua lẻ ấy nhỉ. Còn doanh thu gộp là sẽ target đến những người mà mua dạng là gộp đơn ấy. Đấy. Thì ví dụ đây mình sẽ để vào doanh thu gộp này. Đấy, doanh thu gộp xong bắt đầu là mình sẽ đặt RAT nhỉ. Mình đặt RAT, ví dụ như bây giờ cái giá trị đặt RAT của mình sẽ đặt là ví dụ như là tầm 24 chẳng hạn, đúng không nhỉ? 24 có nghĩa là giả sử như cái giá trị đơn hàng của mình ấy đấy là bao nhiêu, là khoảng tầm là bao nhiêu nhỉ, là 240.000 chẳng hạn, đúng không nhỉ? Giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng 240.000 mà chia ra khoảng tầm là 10.000, 24.000 một đơn chẳng hạn thì sẽ ra RAT 10. Còn ví dụ như là bây giờ mình chạy quảng cáo khoảng tầm là 10.000 một đơn hàng thì RAT của nó sẽ là 24 các bạn nha. RAT nó sẽ là 24. Thì mình mong muốn mục tiêu của mình đấy là cao lên khoảng tầm 10.000 một đơn là ok, đúng không nhỉ? Nếu mà quá 10.000 phát là quảng cáo sẽ dừng. Đấy là cái yếu tố khi mình sẽ tăng ngân sách vào những đợt chiến dịch các bạn nha. Sau đấy mình sẽ bấm chữ tiếp theo các bạn nha. Bấm chữ tiếp theo. Đấy. Bấm chữ tiếp theo ở đây. Và các khi mà mình tăng ngân sách thì các bạn chú ý cho mình là các phần liên quan target rồi các video mình sẽ không có thay đổi đấy nhỉ. Mình sẽ không thay đổi và các bạn kéo dưới cho mình và mình sẽ bấm vào chữ đấy là gửi đi các bạn nha. Đấy, thì ví dụ bây giờ mình khi mình tăng ngân sách lên, nếu mà trường hợp là gì ạ? Là cái việc là cái quảng cáo của mình ấy, nếu mà tăng ngân sách mà nó không đạt được cái mức là RAT như mình target thì nó sẽ không chạy thôi, thì nhỉ? Thì nó sẽ không chạy các bạn nha. Sau đấy mình bấm chữ ok. Đấy, rồi. Đấy là cái thằng là tăng ngân sách của thằng thứ nhất này. Bây giờ mình tăng ngân sách tiếp lên cái thằng thứ hai thì tương tự cái kia thôi. Các bạn cũng bấm vào chữ bản sao này, nhỉ? Sau đấy mình làm tương tự như vừa nãy các bạn nha.